ATM Lucky, cùng hạnh phúc, cùng thịnh vượng. Tết Nguyên đán 2021 đang đến rất gần, nhu cầu đi lại của người dân cũng tăng cao, khiến cho giá cả thị trường cũng biến động, đặc biệt là giá vé xe. Được biết, từ ngày 12 tháng 1 cho đến hết ngày 7 tháng 2 năm 2021, Bến xe Miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu mở bán vé xe Nguyên đán 2021 với giá vé dự kiến tăng từ 40 đến 60%. Ông Tạ Trương Chín, Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng từ ngày 24, 25, 26, 27, 28 và 29 tháng Chạp, từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 10 tháng 2 năm 2021, khách qua bến đạt 45.000 đến 49.000 khách. Bên cạnh đó, giá vé dự kiến cũng tăng từ 40 đến 60% so với ngày thường, tùy chặng và thời điểm. Theo đó, từ ngày 16 đến ngày 19 tháng Chạp, các tuyến từ Quảng Ngãi trở ra đến tỉnh Thừa Thiên Huế và các tuyến thuộc tỉnh Phú Yên, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai điều chỉnh giá cước tăng không quá 40%. Từ ngày 20 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết tăng không quá 60%. Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng Chạp, các tuyến thuộc tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận điều chỉnh giá cước tăng không quá 40%. Từ ngày 24 đến ngày mùng 4 Tết tăng không quá 60%. Từ ngày 24 tháng Chạp đến hết ngày mùng 4 Tết, giá vé tăng không quá 60% đối với các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận. Từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, giá vé tăng không quá 40% đối với các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai. Cũng theo đại diện Bến xe Miền Đông, hiện tại bến xe đã làm việc với các đơn vị vận tải đăng ký để thống nhất kế hoạch, khi có sự việc đột biến sẽ huy động xe kịp thời để tăng cường giải tỏa hành khách. Ngoài đảm bảo yêu cầu đi lại của hành khách, nhà xe và khách đều yêu cầu đảm bảo quy định phòng Covid-19.